thân mến, hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi xem một khu nhà bình dân rẻ tiền tại Florida. Khu này cũng là rất an ninh và khoảng chừng 10 phút lái xe tới biển. Mình tin chắc rằng là khu này sẽ được sẽ phát triển và trong tương lai giá nhà sẽ tiếp tục lên. Hiện bây giờ là khoảng chừng 100.000 đô tới 200.000 đô. 100.000 đô là những cái nhà cũ kỹ, gần 200.000 đô là những nhà họ đã mua rồi sửa lại xây lên cho đẹp đẽ. Khu này là khu đất nhà hồi xưa, cho nên bạn thấy là những cái cây nó lớn, cổ thụ có nhiều bóng mát và nhà nào cũng có nhiều sân lớn. Những cái nhà mới cất bây giờ thì sân họ rất là nhỏ, tại vì đất càng ngày càng mắc, cho nên là nhà cất mới cất bây giờ thì sân nhỏ, còn những nhà hồi xưa cất thì là sân trước cũng rộng, sân sau cũng rộng. Thường thường là những nhà mà có hàng rào đó là bị họ, tại vì họ có chó, họ không muốn cho mấy con chó nó chạy qua ra, thành ra họ hàng rào. Những cái nhà này, những cái nhà phía sau này bạn thấy là nó có hai tầng thì nó sẽ nhiều tiền hơn. Thì những cái người mà muốn có nhà ở gần biển, không muốn đi phải đi ra xa khỏi thành phố, mà cũng không muốn mua những ngôi nhà mới tại vì phải có ban quản trị thì họ không có thích, thì mua những ngôi nhà chỗ như khu này là mình tự do, không có ban quản trị, sân rộng lớn, trong tương lai sẽ phát triển nhiều. Có nhiều người họ mua luôn những ngôi nhà cũ như vậy rồi họ cất lên lầu thứ hai, hoặc là họ sửa chữa, hoặc là họ đập hết luôn. Thì mình là người buôn bán nhà cửa, mua đi bán lại, thì mình tìm những ngôi nhà cũ trong khu này. Những cái khu như vậy là nhà còn rẻ, đất còn rộng, thì nếu mà có dịp bán rẻ, mua rẻ được thì mình sẽ mua. Nhiều người người ta cần tiền, hoặc là để người ta bán gấp, hoặc là người ta hồi xưa người ta mua rẻ nên bây giờ người ta bán lại thì cũng là giá rẻ. Thì những người xây dựng, những người buôn bán nhà cửa là thích đi tới mấy chỗ này lắm bạn. Thường thường những nhà này là bắt đầu là nó chỉ có hai phòng thôi, rồi những người họ mua lại thì họ đập thôi nha, cái này họ đập phá lại nè, rồi cất thêm một cái phòng, một gian phòng nữa, và cộng thêm một cái nhà tắm nữa. Khu này rất là thuận tiện, tại vì ở phía sau nó là gần đó là có chỗ siêu thị, có chỗ gian phòng thương mại, có chỗ gần chỗ nhà thương, gần trường học. Thì khu này là sẽ phát triển mạnh lắm. Mình đã mua một căn ở đây, cái này gần đây là đằng sau nó là có siêu thị nè, có đủ gian phòng bác sĩ nè, rồi trường học đó. Thì cái này nó đương cất lại luôn, nó sẽ cất lên được trở lại cái nhà. Những cái nhà này á là họ kêu bán, và họ kêu bán là bán 200.000, tại vì người ta đã mua hồi lâu rồi, người ta cất lên, hai căn phòng, thì nhà này sẽ là 4 căn phòng, 3 nhà tắm mà cái mái mới. Còn những nhà bạn thấy mà nhỏ nhỏ hơi cũ thì khoảng 100.000 tới 150.000. Bạn nhớ là khi mà đi mua nhà ở Mỹ, cái miếng đất nó là quan trọng bạn. Tại cái nhà đó thì nó lên giá, tại lên giá tại miếng đất. Khi bạn mua gần biển hoặc là gần phố thì từ từ đó thì phố nó sẽ phát triển ra, thì cái ngôi nhà của bạn á là sẽ lên giá nhiều lắm. Mình nghĩ là khu này nó phát triển mạnh lắm. Mình đã mua một căn rồi, bây giờ là mình kiếm mua thêm một căn nữa, rồi sau khi mình mua rồi thì mình hoặc là mình giữ, mình chỉ cho mướn, hoặc là mình sẽ bán lại cho những người mà làm ít tiền. Ở Mỹ á, chỗ nào cũng có nhà mà có đất từ 100.000, có khi còn 80-90.000 trở lên. Là khi nào bạn mua ở nhà ở Mỹ á, là phải mua nhà cất vững chắc trên miếng đất của mình, tại vì cái nhà thì nhiều năm nó sẽ mục mòn, sẽ cũ, còn miếng đất thì không, chỉ miếng đất nó càng ngày nó càng lên giá. Và các bạn nhà này có sân sau lớn đi không,
còn có cây xoài sao nữa. Nếu mà người mua mình cái nhà giờ để trống rồi, nếu mà người nào mua rồi để làm vườn làm gì nữa. Mà chỉ cái này là hai khu này đó bạn, là bạn lái xe có 10 phút rồi, chưa tới 10 phút thì 8 phút nữa, hay đó, cái đường này nó thẳng tới biển luôn. Cái khu này là mình khám phá được khu này rất là hay, tại vì nó còn nhiều căn nhà nhỏ mình có thể mua lại được rồi sửa chữa được. Căn này thì nó mắc tiền hơn, tại người ta mua người ta cất lên cái rộng rãi ra. Cái căn này là còn nhỏ, cái nhà này đẹp quá, người ta mua về người ta cất lên, người ta làm người ta cất hàng rào. Và cái nhà này cũng phải là 200.000 trở lên. Đây là cái này nó còn cũ, nó còn nhỏ, mình sửa được, mình thêm được. Thấy không, giữa hai cái chỗ này là làm, chỗ này là làm được một căn phòng, giờ tới phía sau cũng còn đất để cất thêm một cái phòng ngủ nữa. Đó là những cái nhà mà xưa đó, rất hồi xưa đó, thì sân nó rộng, cây cối mát mẻ. Khu này mà kiếm được nhà bán rẻ là mình bán lại có tiền lắm. Mình tiếp tục mình đi coi á, cái căn này thì rẻ tiền. Mình thấy họ có hàng rào, là thường là thường họ có chó, thì họ để hàng rào để con chó nó khỏi chạy lung tung. Cái nhà này cũng nhỏ nên cũng rẻ tiền, miếng đất của nó to rồi. Thường thường là nhà nào cũng hay có chó bạn, ở khu này để giữ nhà. Mình thấy, mình thấy nhà nào cũng đất rộng lắm. Mà chỗ này hay nhất là nó không có Homeowner Association, nó không có ban quản trị. Thành ra mình tự do, mình muốn làm gì thì mình làm, không có bị ban quản trị nó là phải cái này phải cái kia, không được đậu xe cái này, không được đậu xe cái này cái kia. Cái căn nhà này họ cất thêm nữa. Căn này là chưa cất lại không? Thành ra còn cũ kỹ nè, cái này chắc chừng 100.000, 150.000 cỡ đó. Cho ở đây họ còn cho phép nuôi gà nữa, mình biết cái này là gà quang hay là gà ta nuôi, cái gà nhiều quá. Này mình rất là thích đó. Thì nếu mà bạn qua Mỹ mà bạn không có muốn nợ nần nhiều đó, thì bạn nên mua những căn nhà như vậy 100.000, 150.000. Rồi mình ở, rồi mình sửa từ từ, mình thêm phòng từ từ, mà mình sống có cây có cỏ. Cần gì mua những cái nhà mà nhiều tiền quá rồi mình phải nợ nần cho nhiều. Đó, như cái nhà này vậy là có chừng 100.000 ha, 120.000. Ở Mỹ bạn đi tiểu bang nào cũng vậy, có nhà nhiều tiền khu sang, có nhà trung bình, có nhà ít tiền, để cho tùy theo từng túi tiền. Thì mình liệu cơm gắp mắm, mình mua nhà hơi, mình mới qua mình chưa có tiền nhiều, mình mua nhà cũ cũ vậy mình ở, rồi nếu mình thích chỗ đó thì mình sửa chữa, mình làm thêm, mình cất lầu thêm cũng được. Còn sau này nếu mà mình làm nhiều tiền, mình làm lâu rồi, mình lên lương nhiều tiền mà mình thích thì mua nhà to, thì cái nhà nhỏ này đó mình cho mướn hoặc mình bán đi. Và những nhà nhỏ này lên giá mau lắm bạn. Tại sao bạn không biết lên giá mau không? Tại vì những nhà nhỏ ít tiền là có nhiều người kiếm mua,
có nhiều người Mỹ ấy, họ có nhiều tiền, cái này căn này chắc cũng rẻ này. Có nhiều người Mỹ đó, họ có nhiều tiền nhưng mà họ không có thích ở nhà to, tại ở nhà to thì tiền thuế nó mắc. Và cái này căn này rẻ, căn này chắc ở 100 ngàn, thì tiền thuế á, nó là tỷ giá 2% thuế đất các bạn, 2% của giá trị căn nhà. Thì bạn còn ở, bạn ở nhà càng nhỏ thì bạn đóng thuế đất rẻ hơn, cái này cũng nhỏ nè. Mà nhà càng to thì mình phải mở máy lạnh cho cái nhà, hoặc là máy sưởi trong khi mùa đông hoặc là mùa hè. Thì như vậy á, là mình tốn tiền lắm. Cái này họ cất lên cái lầu, thấy không? Thì họ rào lại kỹ lưỡng á, họ để bạn là có chó nữa ha. Thì ở đây đó, khi nào bạn có chó thì bạn đang rào lại, bạn để cái bảng có con chó. Để như vậy á, người nào mà đi vào á, họ leo vào rào vô đó mà con chó cắn á, thì mình không có đền. Vậy mình đã có cái bảng mình warning rồi, mình nói là cái này là nhà có chó. Nếu mà bạn có chó mà bạn không có để bảng á, thì họ có thể hợp chuyện bạn nói là nó nói là không có báo, không có cảnh báo trước là nhà có chó. Cái khu này mình thích quá bạn. Mình đó, mình lùng mình đi kiếm mua xem một căn nữa.